và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới hấp dẫn được kênh Bóng Đá 365 cập nhật mỗi ngày. Sau đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cho tuyển Việt Nam đá tiki-taka trước UAE. Huấn luyện viên Park Hang-seo thường cho các cầu thủ tuyển Việt Nam tập bóng ngắn, bàn bật nhỏ và tấn công biên với sự phối hợp nhuần nhuyễn cao. Đó có thể là chiến thuật được dùng để đối đầu với UAE. Ở những buổi tập gần đây, huấn luyện viên Park thường cho các cầu thủ tập chuyền bóng ngắn, bàn bật ở cự ly nhỏ. Huấn luyện viên người Hàn Quốc đặc biệt chú trọng cho tuyển Việt Nam tập tấn công biên với những đường bóng xẻ nách hàng phòng ngự đối phương. Tuấn Anh và Quang Hải đập nhà bóng với tốc độ nhanh trước khi di chuyển tốc độ qua chướng ngại vật về đích. Các bài tập về qua người cũng thường xuyên được tuyển Việt Nam tập luyện ở những buổi tập gần đây. Nhiều khả năng, huấn luyện viên Park sẽ cho tuyển Việt Nam chơi bóng nhỏ, đập nhả nhanh trước đối thủ UAE có thể hình vượt trội ở trận đấu ngày 14 tháng 11 tại vòng loại World Cup 2022. Tuyển Việt Nam cũng chú trọng tập luyện thể lực ở những buổi tập vừa qua bên cạnh chiến thuật và lối đá tấn công. Sau mùa giải 2019, các tuyển thủ chưa có thể trạng tốt nhất nên ban huấn luyện đề cao việc tập phục hồi thể lực. Các cầu thủ phải khởi động kỹ càng trước khi bước vào tập chiến thuật và thi đấu nội bộ. Tuyển Việt Nam còn khoảng 7 ngày nữa để tập luyện, chuẩn bị trận đấu với UAE 14 tháng 11, Thái Lan 19 tháng 11 ở vòng loại World Cup 2022 tới đây. Hôm qua, tuyển quốc gia đã có trận thi đấu nội bộ với U22 Việt Nam để huấn luyện viên Park có thể kiểm tra, rà soát hai đội sau quá trình tập luyện vừa qua. Truyền thông Hàn Quốc lạc quan về tương lai của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau khi VFF xác nhận gia hạn hợp đồng với ông Park Hang-seo, nhiều tờ báo của Hàn Quốc nhanh chóng bình luận về sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa ông thầy Hàn và bóng đá Việt Nam. Tờ Sport Seoul bình luận, huấn luyện viên Park Hang-seo trải qua 2 năm đẹp đẽ của bóng đá Việt Nam. Ông ấy đã là huyền thoại của bóng đá nước này, nhưng vẫn đang trên đường chinh phục những kỷ lục mới. Trong khi đó, tờ Chosun bình luận, ông Park đã viết nên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam. Tờ báo này cũng nhận định ông thầy người Hàn nhận được mức lương tương xứng sau những gì đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Còn tờ Jugang Inbo thậm chí quả quyết, lương của huấn luyện viên Park Hang-seo ở mức cao kỷ lục trong các đời huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một thông tin khác bị huấn luyện viên Park Hang-seo bỏ qua, Văn Quyết vẫn mong trở lại tuyển Việt Nam. Thủ quân Hà Nội FC vẫn mong ngày trở lại tuyển Việt Nam sau mùa giải thành công cùng Hà Nội FC. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi đội giành chức vô địch. Danh hiệu ấy không chỉ dành cho những cầu thủ hiện tại, mà Quyết nghĩ là dành cho tất cả những cầu thủ đã đóng góp đến ngày hôm nay cho Hà Nội FC. Với cá nhân Quyết thì như vừa chia sẻ, điều rất vinh dự là sau khi kết thúc mùa giải có mặt tại gala này. Hầu hết toàn đội đã đến đây, thành công của đội bóng là thành công tập thể. Anh em cầu thủ cùng chia sẻ đến đây nhận vinh dự tự hào. Văn Quyết chia sẻ trong đêm gala V-League Awards 2019. Cầu thủ sinh năm 91 được bầu chọn xuất sắc nhất Hà Nội FC mùa trước, lọt vào đội hình tiêu biểu nhưng không nhận được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2019. Theo trưởng ban tổ chức Nguyễn Trọng Hoài, Văn Quyết chỉ ra sân 15 trận, 2 lần nhận án treo giò nên Hải mới là cầu thủ được chọn. Thủ quân Hà Nội FC nói rằng anh chạnh lòng với quyết định này. Tôi đã nỗ lực làm hết mình, trong bóng đá tôi luôn đặt nỗ lực lên hàng đầu. Tôi rất chạnh lòng, song cũng chúc mừng Quang Hải. Mọi người đều biết bóng đá phải có may mắn. Tôi không may dính chấn thương. Khi quay lại, toàn đội rất nỗ lực, đã thi đấu với tất cả tinh thần và ghi nhiều bàn thắng. Có kết quả tôi không thể giơ tay và nói sẽ đạt được. Văn Quyết chia sẻ. AFF Cup 2018 là giải đấu cuối cùng Quyết được gọi lên tuyển quốc gia. Từ đầu năm 2019, huấn luyện viên Park khẳng định Quyết không còn nằm trong kế hoạch của ông và không chịu tập. Nhưng tiền vệ Hà Nội FC vẫn mong mỏi cống hiến cho bóng đá nước nhà nếu có may mắn. Tôi rất vui khi anh em đồng đội cùng huấn luyện viên nỗ lực, nhưng đôi lúc nỗ lực lại không có sự may mắn. Tôi nghĩ rằng tôi còn thời gian để nỗ lực, cố gắng đạt danh hiệu cá nhân. Suốt 10 năm qua, tôi đã duy trì phong độ, mong rằng những năm tới mình cống hiến được như vậy cho câu lạc bộ và nếu may mắn hơn là cho đội tuyển, Văn Quyết chia sẻ. Cũng theo Văn Quyết, việc huấn luyện viên Park Hang-seo ký hợp đồng mới là tin vui về bóng đá Việt Nam. Tôi nhận được tin vui thầy Park lại ký hợp đồng, đây là tin mừng cho bóng đá Việt Nam. Tôi luôn ủng hộ thầy. Trong bóng đá, ai cũng có chiến lược toàn tính của mình. Với tôi thì nhiệm vụ của cầu thủ là ra sân thi đấu thật tốt, Văn Quyết khẳng định.
ông Park gặp khó khăn gì về nhân sự đội tuyển Việt Nam? Thưa quý vị, tuyển Việt Nam đã chính thức tập trung từ ngày 29 tháng 10. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Park chưa có đầy đủ 27 cầu thủ chuẩn bị hai trận gặp UAE và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. Tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 29 tháng 10, nhưng phải đến ngày 3 tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo mới có buổi tập chiến thuật đầu tiên. Bởi lẽ, tuyển Việt Nam chưa thể có lực lượng đầy đủ nhất do vướng lịch thi đấu trận playoff 2019 ngày 29 tháng 10 và trận chung kết cúp quốc gia ngày 31 tháng 10. Bên cạnh đó, bộ ba cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài gồm Nguyễn Công Phượng, câu lạc bộ Sweden, Đoàn Văn Hậu, câu lạc bộ Heerenveen, Đặng Văn Lâm, Muôn Thông United cũng chưa được đội bóng chủ quản giải phóng sớm. Nhóm cầu thủ Hà Nội có mặt trưa ngày 2 tháng 11, nhưng buổi tập chiều cùng ngày chỉ khởi động nhẹ. Trước đó, số cầu thủ này thi đấu chung kết cúp quốc gia và tham gia vào buổi tiệc mừng công của Hà Nội đêm muộn ngày 1 tháng 11 và không có mặt cùng đội như kế hoạch ban đầu. Chính điều đó khiến huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ có thể triển khai bài tập chiến thuật đầu tiên ngày 3 tháng 11 với 25 cầu thủ. Ông Park chỉ có sự phục vụ của Văn Hậu, Công Phượng trước 3 ngày trận đấu UAE 14 tháng 11 diễn ra. Thực tế, ông Park nhiều lần phải chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup năm nay trong tình trạng thiếu quân hoặc cầu thủ tập trung trễ. Trước đó, khi tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị trận đấu với Thái Lan ngày 5 tháng 9, Quang Hải vì mải shopping cùng câu lạc bộ Hà Nội trở về sau trận đấu với Antinasi ở AFC Cup đã bị trễ chuyến bay tại Nga, tập trung về muộn 2 ngày. Đến trận đấu với Malaysia hôm ngày 10 tháng 10, Văn Hậu từ Hà Lan về Việt Nam muộn vì trễ chuyến bay. Hậu từng xin rời đội hôm 31 tháng 8 để làm thủ tục gia nhập Heerenveen, khiến anh về muộn và không thể tham gia trọn vẹn các buổi tập của đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu với Thái Lan. Đó là điều khiến Hậu chỉ được ông Park đưa vào sân trong hiệp 2. Thực tế, với các nền bóng đá phát triển, các cầu thủ chuyên nghiệp chỉ có thể về tập trung đúng lịch FIFA Days. Họ có 3 ngày chuẩn bị tập luyện trước trận đấu. Tuy nhiên, đối với bóng đá Việt Nam, các cầu thủ cần thời gian chuẩn bị dài. Bởi theo ông Park lý giải, thì một mặt để các cầu thủ quen chiến thuật giữa người mới, người cũ. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ không được thường xuyên thi đấu ở câu lạc bộ nên cần thời gian để bắt nhịp. Bên cạnh đó, huấn luyện viên cũng đứng trước nguy cơ mất quân trong trận đấu với Thái Lan ngày 19 tháng 11. Trong 3 trận đấu vừa qua, tuyển Việt Nam phải nhận tổng cộng 4 thẻ vàng, một cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu gặp Thái Lan hôm ngày 5 tháng 9. 3 thẻ vàng còn lại lần lượt dành cho Trọng Hoàng, Duy Mạnh, Quang Hải cùng ở trận gặp tuyển Malaysia ngày 10 tháng 10. Trận đấu với UAE 14 tháng 11 sắp tới, nếu ông Park và 3 cầu thủ trên nhận thêm thẻ vàng, họ sẽ vắng mặt ở cuộc đối đầu với Thái Lan. Đây là trận đấu có tính quan trọng làm thay đổi cục diện của bảng đấu và mục tiêu của tuyển Việt Nam. Thực tế, ông Park có trong tay những cầu thủ khá quen thuộc qua những giải đấu quốc tế trong 2 năm qua, đó là lợi thế. Tuy nhiên, việc tập trung nhiều giải đấu thời gian gần đây không phải lúc nào cũng như ý vì yếu tố khách quan và chủ quan. Một thông tin tiếp theo, đây lý do thầy Park không gọi Phượng đá SEA Games 30. Bình luận viên Quang Huy có những lý giải về nhận định không quy hoạch Nguyễn Công Phượng cho hai suất ngoài tuổi ở U22 Việt Nam của ông Park. Song song cùng tuyển quốc gia, U22 Việt Nam tập trung tại Hà Nội chuẩn bị SEA Games 30. Hiện ông Park đang phải phân thân đảm bảo công việc ở hai đội tuyển vì không có nhiệm vụ nào kém quan trọng hơn. Theo thông tin cập nhật trong những ngày qua, vị chiến lược gia người Hàn đưa ra 5 cái tên nằm trong diện quy hoạch cho hai suất ngoài 22 tuổi để tham dự SEA Games 30. Cụ thể, Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Toàn, Văn Thành, Hùng Dũng được lựa chọn. Trong số những gương mặt được thầy Park đưa vào tầm ngắm, người hâm mộ Việt Nam có phần bất ngờ với trường hợp vắng mặt của Nguyễn Công Phượng, tiền đạo đang thi đấu ở Sweden của Bỉ. Lý giải sự việc này, bình luận viên Quang Huy nhận định, huấn luyện viên Park Hang-seo không điền tên Phượng cũng hợp lý thôi, ai cũng cần cầu thủ được thường xuyên thi đấu, nhưng Phượng thời gian qua ít được ra sân nên khó cho cậu ta. Còn ở tuyển quốc gia là phạm trù khác hoàn toàn. Nếu để chọn hai cái tên mà ai cũng thấy ổn, đó là trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm chiến đấu cũng như bản lĩnh của cả hai được kiểm chứng rất nhiều dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.